Đã có rất nhiều người xem cũng nên chịu sau khi họ xem qua đoạn phim kỳ lạ này. Xem nhé. Mình đã xem đi xem lại đoạn phim này rất nhiều lần để tìm ra một sợi dây hay bất cứ thứ gì có thể giúp cái lon nước kia có thể di chuyển như thế được. Nhưng mình cũng đành chịu. Vậy bằng cách nào lon nước kia có thể di chuyển một cách mượt mà như thế? Bạn nói xem. Đoạn phim tiếp theo này nó còn khó giải thích hơn nhiều. Bạn hãy xem nha. Xin mời. Một số người xem cho rằng hiện tượng kỳ lạ này là do điện từ trường tạo ra, nhưng nhiều người xem khác lại không đồng ý với ý kiến đó. Bởi khi camera hướng lên trên trần nhà thì ta có thể thấy rõ là không có bất kỳ thiết bị hay máy móc nào được lắp đặt ở trên đó cả. Vậy bạn có ý kiến nào phù hợp hơn không? Hãy cho mình và những người xem khác cùng biết nha. Một thanh niên người Congo sau khi dùng bữa trưa tại một quán ăn bên đường đã có những biểu hiện cử chỉ rất quái dị như thế này. Theo như nguồn thông tin của đoạn phim, trong lúc dùng bữa, người thanh niên rất bình thường, nhưng khoảng nửa giờ sau, anh ta bắt đầu nhăn nhó và lao xuống đường cống rãnh ở gần đó và bắt đầu khò khè nghe rất đáng sợ. Thậm chí, có lúc người thanh niên đó còn phát ra những âm thanh nghe rất giống với tiếng chó tru. Và sau một hồi lăn lộn như thế, người thanh niên dần trở lại trạng thái bình thường. Người ta mới hỏi anh rằng chuyện gì đã xảy ra với anh khi đó. Anh ta không trả lời mà chỉ dùng tay chỉ về phía một con chó đang đứng gần đó. Người ta tin rằng người thanh niên này đã bị nguyền rủa bởi linh hồn của một con vật, hay chính xác hơn là của một con chó. Ba điều tra viên huyền bí Sergey, Nastya và Igor đến từ kênh YouTube Topin đã tìm đến một nhà xác dành cho các thi thể bị Covid, nhưng hiện tại nó đã bị bỏ hoang gần 6 tháng nay. Vì trước đây nơi này đã từng chứa rất nhiều thi thể, biết rõ điều đó, nhóm săn ma đã tìm đến đây để tìm kiếm về những hoạt động siêu nhiên rất có thể sẽ diễn ra ở nơi đầy âm khí này. Và sau khi đi một vòng, nhóm của họ đã phát hiện ra một khu vực chứa đầy quan tài. Чувствуется, что здесь что-то, кто-то был уже. Гроб не первой свежести. Особенно настораживают следы на крышке гроба. Такое ощущение, как будто здесь кто-то был закрыт и хотел выбраться. Нет.
только зашли в заброшку. Я так понял, что здесь по-любому кто-то лежал. Я у кого-то видел на фотографии, этот крестик был на гробике. Почему было не отломить? Họ đoán rằng khu vực đáng sợ này là nhà tang lễ dành cho những thi thể mất vì Covid và một lý do nào đó. Bây giờ những chiếc quan tài kia đã bị bỏ lại. Và sau khi hỏi ý, hai người đàn ông của nhóm đã đồng tình để cô gái xinh xắn Nastia ở lại một mình trong khu vực đầy quan tài này. Và trong lúc ngồi một mình trong bóng tối như thế, Nastia nhận ra rằng không chỉ có một mình cô ở trong căn phòng đó. Cây thánh giá đã được Igor nhặt lên trước đó, bây giờ đã tự động rơi xuống đất. Tiếp đến là chiếc quan tài. Những sự kiện kỳ lạ liên tục xảy ra đã làm cho Nastia sợ hãi, bật đèn điện thoại lên để kiểm tra, nhưng cũng không thấy gì lạ nữa. Lập tức cô gọi cho Igor và Sergey, nhưng không gọi được, nên cô gái đã rời khỏi vị trí để đi tìm hai người đàn ông kia. Và trong lúc Nastia rời đi, điều ghê rợn đã xảy ra. Một bóng đen từ bên trong quan tài đang thoát ra ngoài, bay lên trần nhà và tan biến vào không khí. Khi đó nhóm điều tra không hề biết có sự hiện diện đầy ma quái này. Chỉ sau khi họ kiểm tra lại các cảnh quay, nhóm mới phát hiện ra thứ đen tối kia. Bạn có thể xem chi tiết hơn về cuộc điều tra này tại trên kênh YouTube Thập Bình.